Với phong cách trình diễn máu lửa và giọng hát gai góc, Đỗ Hoàng Hiệp sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động tại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Hiện tại, ngoài ca hát, anh còn tham gia kinh doanh về âm thanh. Sau tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Đỗ Hoàng Hiệp nhanh chóng trở thành hiện tượng, tên anh được nhắc đến trên các diễn đàn với hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Ở tiết mục solo, nam rocker đốt cháy sân khấu với ca khúc Trống Vắng, được phối theo phong cách rock đầy mạnh mẽ, gai góc và máu lửa. Ca sĩ 8X gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát cao vút, nội lực, tràn đầy năng lượng, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. Ngay sau đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế của giọng ca đình đám một thời trong ban nhạc rock Ngũ Cung khi cùng ca sĩ Phan Đinh Tùng và MC Thành Trung, chung nhóm Anh Tài Sôi Sục trình diễn bài hát Đón Bình Minh đầy ăn ý bùng nổ. Trong các bài đăng, khán giả đa phần bày tỏ sự trầm trồ, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chàng ca sĩ sinh năm 1986. Tại sao bây giờ tôi mới biết tới anh ấy? Một tài năng quá xứng đáng để được biết đến rộng rãi hơn. Không phải là cái tên hot trên thị trường, thế nhưng Đỗ Hoàng Hiệp đã quá quen thuộc đối với những người yêu rock Việt. Hoàng Hiệp sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về âm nhạc, nhưng từ bé anh đã khao khát được học piano. Khi lớn lên, anh quyết tâm xin bố mẹ cho theo học tại nhạc viện. Sau khi tốt nghiệp, dù rất đam mê nghệ thuật, gia đình vẫn muốn anh nối nghiệp kinh doanh in ấn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không biết phải làm gì. Tôi nghe theo định hướng của gia đình và thử làm một thời gian, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là con người mình. Trong lúc hoang mang, sau khi xem một chương trình tại giảng võ, Hoàng Hiệp đã đánh cược với bố mẹ, chỉ cần một tháng con sẽ đứng trên sân khấu kia và đoạt giải nhất, nếu con làm được, con sẽ đi theo con đường của mình. Anh xúc động nhớ lại, đó chính là cơ duyên đưa Hoàng Hiệp đến với ban nhạc Ngũ Cung vào năm 2007. Anh kể lại thời điểm đó, anh luyện tập 12 tiếng mỗi ngày, ăn ngủ cùng rock. Ngũ Cung bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc thi Tiger Translate Rock Your Passion và Hoàng Hiệp chính thức rẽ sang con đường sự nghiệp mới. Gia đình dần dần hiểu và ủng hộ anh theo đuổi đam mê. Sau đó, Ngũ Cung nhanh chóng nhận được nhiều lời mời biểu diễn và Hoàng Hiệp cũng có thể tự chủ về kinh tế. Nhiều năm qua, anh là vocal của ban nhạc rock Ngũ Cung với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Cướp Vợ, Tục Lệ Người Hờ Mông, Nỗi Đau, Nụ Hôn Trên Đỉnh Phan Xipang, Cao Nguyên Đá. Là giọng ca chính, Hoàng Hiệp dữ dội, thăng hoa trong một tập thể mà đa phần thành viên đều đặc sắc. Một chút điệu đà, một chút phiêu lãng khiến các màn trình diễn của anh trên sân khấu thêm phần lôi cuốn và ma mị. Năm 2022, Hoàng Hiệp tham gia game show Rock Việt với tư cách là một trong hai huấn luyện viên của đội Mãnh Hổ Gầm. Anh gây ấn tượng với khán giả bằng những nhận xét chừng mực, rõ ràng, mang đậm tính chuyên môn. Tháng 11 năm 2023, Đỗ Hoàng Hiệp xin rút khỏi Ngũ Cung để bắt đầu hành trình mới sau nhiều năm gắn bó. Với sự xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều khả năng anh sẽ tấn công showbiz Việt với diện mạo mới trong thời gian tới. Điên cuồng trên sân khấu, nhưng Hoàng Hiệp lại dịu dàng, lãng mạn trong tình yêu. Tại hôn lễ, anh từng cầm tay người bạn đời lên sân khấu hát ca khúc Những Ngày Đẹp Trời với những ca từ lãng mạn, xin cuộc đời cho ta được bình yên, để cho ta mãi được yêu như bây giờ. Bận rộn với công việc, Hoàng Hiệp vẫn luôn thu xếp dành thời gian cho gia đình. Tôi không ngại vào bếp giúp vợ nấu cơm, rửa bát mỗi khi rảnh rỗi, đảm đương nhiệm vụ đưa đón con đi học, không thể dồn hết việc nhà lên vai người phụ nữ bởi như thế là ích kỷ và cổ hủ, anh khẳng định. Hoàng Hiệp cũng dành sự lãng mạn, quan tâm cho người bạn đời. Anh từng tự tay trang trí phòng với nến và hoa hồng nhân dịp Valentine, với mong muốn sẽ làm vợ bất ngờ và vui vẻ. Trên trang cá nhân, nam rocker cũng luôn thể hiện tình cảm cho vợ và con trai với những lời nhắn nhủ chân tình, ngọt ngào. Anh khẳng định mình sẵn sàng nhường vợ nếu gia đình có chiến sự. Vợ mình chứ ai mà hơn thua, thắng vợ cũng để làm gì. Trong tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Hiệp đã bật khóc ở hậu trường sau khi biểu diễn xong bài hát. Theo đó, Hoàng Hiệp nhận được 520 điểm từ khán giả tại trường quay, khiến anh trở thành người có số điểm thấp nhất trong đội. Đối diện với kết quả này, Đỗ Hoàng Hiệp gây bất ngờ khi có hành động ôm mặt bật khóc. Nam ca sĩ tỏ ra băn khoăn và lo lắng bởi vì lời nhắn nhủ của vợ con trước lúc lên sân khấu khiến anh có quá nhiều cảm xúc. Ở hậu trường, nam ca sĩ chia sẻ, cái điểm số đối với bản thân Hiệp hay những thành viên trong nhóm không quan trọng. Quan trọng nhất là màn trình diễn thôi, nhưng vì lúc đầu có xem clip của gia đình gửi trước khi trình diễn, mình đã hạ quyết tâm rất lớn. Mình có một băn khoăn suy nghĩ là liệu sau phần trình diễn này, dưới góc độ của con trai mình sẽ có những đánh giá gì, liệu cháu có nói bố mình là người thua cuộc. Anh vừa chia sẻ vừa nghẹn ngào rơi nước mắt vì xúc động. Sau đêm diễn, Hoàng Hiệp cũng đã chia sẻ phản ứng của con trai trước tiết mục của mình. Sau phần trình diễn, tôi có nhận được đoạn clip mẹ cháu ghi lại. Cháu có khóc và nói với tôi rằng, con tự hào về bố mà, con không chê bố đâu, bố cố gắng lên nhé, con yêu bố và nhớ bố rất nhiều. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi điều quan trọng nhất đối với tôi chính là hình ảnh của người cha trong mắt con trai mình.